Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và mình nhận được một kiện hàng của Lazada. Mình đã đặt mua một chiếc khoan các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, chiếc khoan này ở bên ngoài chỉ ghi được là 682.000 đồng thôi. Và tên sản phẩm thì cũng chỉ ghi được như thế thôi, không có một cái gì cả. Hiện tại thì mình thấy là dưới dòng bé tí đây mới có cái chữ máy vận chuyển bu đông Hitachi, hai pin kèm đầu chuyển vít và đầu khẩu 22. Đấy, thì nó có cái đầu phân loại thế này. Thì đây là cái mã vạch của nó. Đấy, thì mình sẽ khui hộp cái này, bóc ra review các bạn xem là nó có đáng đồng tiền không. Thực ra thì giá của nó là trên 700 và 688.000, nó chỉ là giá khuyến mại thôi. Mình cần một con dao và dọc giấy nhỉ, đập phá quá nhỉ. Ta đã nhìn thấy một cái màu đen các bạn, màu đen. Ok rồi. Hitachi. Hitachi. Ở đây là lithium battery. Lithium. Đây, cố gắng mở ra. Ok, mình sẽ để đến cái mặt này bên dưới này. Xem như thế này. Rồi. Ok. Đèn xì xì các bạn. Ở đây là có một cái dây đeo cho máy khoan này. Máy khoan này khá là bé, bé quá các bạn, bé so quá so với mình tưởng tượng luôn. Mình tưởng tượng nó phải rất to nhưng mà nó lại bé nhỉ. Đây là mình đã mua sẵn một cái đầu khẩu, đầu súng bắn vít. Ok. Thì ở đây là cũng có một cái đầu chuyển, mình vừa làm gì vậy? Đây là đầu chuyển này mình sẽ. Nút bấm này cũng khá là dễ chịu các bạn. Nắp được vào. Bấm khá dễ chịu. Ok. Chiếc máy thì hơi bé so với cái tưởng tượng của mình. Bé quá. Đây là một đầu khẩu 22. Và khẩu 22 thì cũng thường dùng nhưng mà mình thì làm điều hòa không dùng lắm. Đây là củ sạc của nó. Và đây là củ pin. Mình sẽ nắp pin là pin này là pin 88V, 15.000 mAh giờ. Rồi, ok mình sẽ thử, nắp thêm cái đầu chuyển đổi này vào, cái đầu chuyển đổi làm cho cái này nó khá là vẩy, vẩy lắm, nó làm cho cái đầu này khá là vẩy. Bây giờ mình sẽ thử không dùng đầu chuyển đổi nữa. Mình sẽ chơi luôn. Đầu này hơi nánh các bạn. Đầu này hơi nánh. Đấy, ở đây đang báo bút pin là bút pin màu xanh. Đây sao lại sáng đèn luôn à? Đèn này tắt kiểu gì nhỉ? Nhưng sao nó có cái đèn này lại không tắt được nhỉ? Cái đèn này lại cứ sáng liên tục rồi các bạn. Thế này bực nhé. Đây là động cơ không chổi than các bạn. Đúng là không chổi than này. Có gió rất là mát. Cảm thấy cái này nó hơi nánh. Này mỗi lần dùng xong là phải tháo pin ra. Đấy, thì nó mới tắt được cái bóng đèn này. Có lẽ như vậy. Ok. Ok đấy các bạn. Anh con này đi làm được. Mình sẽ tự kết quả sau khi đi làm nhiều lần sẽ như thế nào. Tại thì chắc là mình sẽ để một quả pin ở nhà. Và mang một quả đi làm thôi. Quả sẽ luôn luôn sạc ở nhà.